Agribank, đồng hành cùng nông sản Việt. Những cảnh sát như thế này không chỉ giúp Đà Lạt viết tên mình vào danh sách một trong những địa điểm đẹp nhất nước, mà nó còn đưa các loại cây trồng nơi đây trở thành sản vật của vùng. Chuyến xe nông nghiệp ngày hôm nay sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu một loại rau xà lách mới của thành phố Đà Lạt, đó chính là rau xà lách tím, một loại rau rất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Và chúng tôi đang có mặt ở Bắc Hòn Bồ, khu vực Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu vườn rau thú vị này quý vị nhé. Xà lách tím, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nơi phân bố thành phố Đà Lạt, sản lượng 900 tấn một năm. Đặc điểm cái cây này là bên trong là nó màu xanh, còn ra ngoài nó là màu tím, tím viền lá. So với các loại xà lách thường thấy, xà lách tím được xem là loại cây dễ trồng, chịu nhiệt tốt. Cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực này nó thuận lợi cho trồng xà lách tím như thế nào anh Phước? Khí hậu thì quanh năm ôn hòa, thổ nhưỡng thì đây là đất đỏ Ba Giang nên rất là thích hợp cho cây xà lách tím. Nhiệt độ quanh năm là dưới 30 độ, thì đây là cái vùng canh tác mình cách ly với dân, thì đất tương đối sạch và mới. Nước lấy từ trên núi là từ các khe suối và về hồ mình có xử lý. Đây là mái che thứ nhất là cho rác lá cây rồi không bay vào và côn trùng không bay vào. Đây là hệ thống tưới tự động được nhập nước ngoài. Chúng ta có thể điều khiển tưới từ xa qua điện thoại hay điều khiển trực tiếp bằng mở các van, các máy này. Anh Phước ơi, mình trải cái bạt này để làm gì anh? Cái thứ nhất là nó định cho mình vị trí khoảng cách trồng đúng mật độ. Cái thứ hai là nó giữ độ ẩm cho cây, giữ dinh dưỡng cho cây và hạn chế xói mòn. Đây là cây giống xà lách tím, đủ rễ và đủ các lá. Vậy có đúng không anh Phước ạ? Đúng. Nó vừa cái độ dài, nó vừa cái bộ rễ thôi. Bộ rễ, sau đó đặt cây thẳng. Nếu người làm quen chuyên nghiệp thì dùng bay luôn. Nhưng em có vẻ là chắc tôi trồng không được chuyên nghiệp lắm nên tôi phải dùng tay với có thể khéo léo mà làm cho cái cây xà lách tím này nó đứng. Sau khi trồng khoảng một tuần phun thuốc phòng sâu và nấm bệnh, và sau khoảng 10 ngày là phun phân bón lá. Ở đây mình dùng phân bón lá an toàn là phân tiếp xúc từ sinh học tảo biển. Anh Phước ơi, để cái cây rau xà lách tím của mình khi xuất bán ra thị trường đảm bảo các tiêu chuẩn sạch thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì ạ? Là cái thứ nhất là phải đảm bảo thời gian cách ly đúng với các thuốc chăm sóc cây trong danh mục Việt Gáp, và trước khi thu hoạch là mình không tưới nước cho cây xà lách nó khô bề mặt lá và nó giữ được cái màu sắc của nó, với lại nó không bị cái vi khuẩn nấm vào trên lá. Nó tươi mà nó ráo. Khi mình mới cắt cây lên thì nó sẽ có một cái vết mủ, cái này gọi là nhựa. Thì sau khi mình cắt khoảng nửa tiếng là mình có thể ăn được. Đà Lạt là một trong những vùng chuyên canh lớn nhất nhì của cả nước, và xà lách tím nổi bật lên như một điểm nhấn về màu sắc trong bạt ngàn vườn rau xanh. Xà lách tím sau khi chế biến thì nhìn cái đĩa thức ăn của chúng ta rất là đẹp, và tôi không thể cưỡng lại được nữa, tôi phải thử ngay thôi. Cái vị của xà lách tím này nó dịu đi rất là nhiều. Bây giờ ăn cảm giác như nó chỉ có một ít đắng nhẹ thôi, và nó rất là ăn nó rất là ngon miệng. Thị trường tiêu thụ xà lách tím Đà Lạt tại hệ thống siêu thị Co-op Mart, Big C, Metro.